mọi người, lại là Dolly đây. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ dẫn mọi người đi Grand World nha. Bây giờ thì tôi sẽ dẫn mọi người đi thẳng vô cái khu Grand World để mà đi thuyền ở trên sông. Sau đó sẽ đi xem hết công viên ở Grand World, đi xung quanh tham quan Grand World. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cùng xem show nha. Mình phải đi vô trong đây để mà mua vé đi thuyền á mọi người. Đó, đi thuyền kiểu kiểu vậy nè. Giống cái kiểu cái vé ngày hôm qua đi vô coi show. Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ, buổi chiều thì từ 15 giờ đến 19 giờ. Ba cứ đi theo vậy là được. Ba đi theo đi. Bây giờ mình sẽ đi hết một cái dòng sông này nè mọi người. Nói chung đã đến Phú Quốc mà không có đi cái chỗ này thì là một cái điều rất là đáng tiếc luôn. Đi thuyền gondola du ngoạn kênh đảo Venice Phú Quốc á, khách trẻ em dưới 140cm và những người mà lớn hơn 60 tuổi á, thì sẽ được giá vé là 150.000, còn khách người lớn á, thì sẽ là 200.000. Đẹp quá mọi người ơi, quá xuất sắc luôn. Tại vì những cái dãy nhà hai bên này người ta làm xen kẽ theo màu á, màu vàng, màu cam, màu xanh, màu vàng, màu cam, màu xanh. Nó cứ liên tục với nhau á, tạo thành nhiều màu sắc rất là đẹp và nhìn giống như kiểu là mình đang ở châu Âu vậy đó mọi người. Châu Âu giữa lòng Phú Quốc. Chắc hẳn là rất là nhiều người biết đến cái dòng sông Venice rất là đẹp, rất là nổi tiếng ở Ý đúng không mọi người? Đây chính là Venice Phú Quốc, hay còn được rất là nhiều du khách gọi tên ưu ái đó là Italy Phú Quốc. Đó, đây là cái dòng sông Venice được làm lại với mọi người, với những cái hệ thống kênh đào bao quanh và những cái cầu xoắn ốc á. Những cái chiếc thuyền này sẽ chở du khách trôi lững lờ ở trên mặt nước tĩnh lặng. Mọi người thấy thuyền người ta đi rất là êm dịu, rất là nhẹ nhàng luôn á. Phiêu diêu tự tại ở giữa cái cảnh quan đậm màu sắc châu Âu. Ngoài ra thì ở đây còn có những cái chiếc cầu vòm rất là lãng mạn luôn. Và khoảnh khắc những cái chiếc thuyền gondola này đi xuyên qua những cái cây cầu vòm lãng mạn đó vẫn được xem là một trong những khung hình trứ danh của nước Ý đó. Và khi mà đến với Phú Quốc thì chúng ta cũng có cái hình ảnh đó đó mọi người. Vẫn có cây cầu vòm và những cái chiếc thuyền gondola này. Cho nên là ai mà thích chụp ảnh thì hãy đến đây để mà bắt trọn được những cái khoảnh khắc rất là đẹp, rất là lãng mạn ở đây. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. Khi mà đến với Venice thu nhỏ Grand World Phú Quốc này á, thì chúng ta còn được ngắm nhìn ba cây cầu vòm hình bán nguyệt mang đậm nét kiến trúc châu Âu nối hai bên bờ canh nha. Vị trí của những cây cầu này á sẽ cho chúng ta những cái góc nhìn toàn cảnh về Venice Phú Quốc luôn. Đây được xem là một cái khu lễ hội không ngủ đó mọi người. Tại vì ban đêm á, sẽ có rất là nhiều hoạt động, ví dụ như là sau 9 giờ này sẽ có một cái show diễn ở đây rất là đẹp luôn. Và tối nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá nha. Ngoài ra thì ở đây cũng có chợ đêm nữa mọi người. Đối diện với lại cái chỗ bán vé du thuyền hồi nãy thì có một cái công viên đó mọi người. Đó chính là công viên Grand World. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vô trong đây coi thử nha. Mọi người ơi, ở trong cái căn nhà này á, nó bao gồm 32.000 cây tre tầm vong được chọn lựa kỹ càng đưa từ Tây Ninh về á mọi người. Và người ta đã làm cái này với chiều cao tổng là 15m, với tổng diện tích là lên đến 700m2 luôn á. Và nhìn kiểu như nó rất là đều á, nhìn nó rất là khéo mọi người ơi, rất là khéo, rất là đẹp luôn. Và đứng ở trong đây mát lắm nha.
Mọi người nhìn cái này giống như là cái máy tóc không? Giống như là máy tóc nó đang rủ xuống vậy đó mọi người. Để mà chụp hình mọi người ơi, đẹp lắm. Mọi người, nhưng mà nó góc nào nó cũng đẹp và có góc nào cũng chụp hình được hết đó mọi người. Người ta trang trí người ta làm không có một cái góc nào mà dư thừa hết. Mà người ta làm thành hình của mấy ba cái chiếc lá để mà che nắng. Đây là bãi đón xe của các khách sạn và villa này mọi người. Đây này mọi người, tụi tôi mới đi xe. Xe này là từ cái đoàn từ ngay chỗ khách sạn người ta chở ra đây. Và bây giờ tụi tôi sẽ thuê một chiếc xe túc túc khoảng 200 ngàn đó mọi người. Và người ta sẽ chở tụi mình đi tham quan ở đây. Và sẽ chờ tụi mình xem xong cái nhạc nước thì người ta chở về lại đại 200 ngàn. Đỡ phải đi bộ. Và kiểu như là mình thích dừng vô đâu thì người ta sẽ dừng cho mình luôn. Và mình có thể chụp hình này kia thoải mái. Nói chung là thuê người ta rất là ok luôn á. Và ở đây có rất là nhiều xe túc túc mọi người ơi. Người ta chờ sẵn ở đây rất là nhiều luôn. Nguyên một cái bãi luôn nha. Và đây sẽ là anh tài xế của tụi mình. Đi thôi. Xung quanh đây rất là nhiều hàng quán. Still echoes in my head. We would make the cutest couple. Ở khu này buổi tối lên đèn nó nhìn khác hẳn mọi người ha. Nó có những cái nét đẹp riêng của nó nữa. You gotta weigh in, this is not something to die for. You turn your back on me, so I turn my back on you. Bây giờ thì tôi đang đi dạo quanh quanh ở đây á. Và chờ hơn 9 giờ thì sẽ biểu diễn cái show nhạc nước rất là đẹp ở đây. Và mọi người hãy chuẩn bị đón xem nha. Wow. Đây là cái show sắc màu Venice. Là show diễn đình đám tại Grand World Phú Quốc đó mọi người. Địa điểm tổ chức đó là ở ngay chỗ cái hồ tình yêu ở chỗ Grand World mà chiều mình đi thuyền đó mọi người. Khi mà xem show này á, thì sẽ hoàn toàn miễn phí nha, không có tốn phí gì hết trơn luôn. Lực diễn sắc màu Venice này á, thì sẽ là vào 21 giờ 45 phút cho đến 22 giờ 15 phút hàng ngày luôn. Cho nên là khi mà đến đây mọi người cứ canh lịch để mà đi xem nha. Xem xong show Tinh Hoa Việt Nam á, thì cũng sẽ kịp để mà xem cái show này luôn. Show này gồm có 6 tiết mục. Đây chính là tiết mục đầu tiên, tiết mục đêm huyền diệu. Tiếp theo đó chính là vũ điệu Venice. Đây là cặp đôi hòa mình vào không gian của vũ hội bất tận nè. Cùng nhau nhảy điệu vals lãng mạn. Và sau đó là họ gặp gỡ, kết duyên và trao cho nhau những lời hẹn ước. Sắc màu Venice khắc họa trọn vẹn cái câu chuyện tình yêu lãng mạn bằng công nghệ đèn LED nè, 3D mapping nè,
và màn hóa thân của hàng chục diễn viên múa chuyên nghiệp đó mọi người. Đây chính là tiết mục Bức Họa Tình Nhân, là hai nhân vật chính của show này á, tham gia buổi dạ hội, cùng nhau đắm chìm vào những cái điệu vals nồng nàn. Tiết mục thứ tư đó chính là tiết mục Dạ Vũ Ánh Trăng. Chàng họa sĩ này và nàng tiểu thư xinh đẹp á, tiếp tục hòa mình vào với buổi tiệc. Và chàng họa sĩ đã lạc mất tình yêu và mãi miết tìm nàng giữa cái đêm hội náo nhiệt đó. Đi Phú Quốc á, mọi người nhớ xem ba show nè. Show đầu tiên á, là cái show này, show Sắc Màu Venice này, mọi người đừng có quên xem nha. Rất là hay. Tiếp theo đó là show Tinh Hoa Việt Nam. Và tiếp theo nữa đó là show mở trong VinWonder Phú Quốc á mọi người. Mọi người có thể coi lại video nha, hôm bữa tôi cũng có quay rồi đó. Tiết mục thứ năm chính là tiết mục Lời Nguyện Ước, là bằng cái tiếng đàn piano du dương này mà chàng họa sĩ đã tìm thấy nàng tiểu thư trong bữa tiệc lãng mạn đó, và cuối cùng là chàng quyết định cầu hôn nàng. Đây chính là tiết mục cuối cùng, Vũ Khúc Ánh Sáng. Các cặp đôi tiếp tục hòa mình vào đêm hội sắc màu với cái không gian huyền ảo của hiệu ứng laser rất là mãn nhãn và trong âm nhạc cực kỳ sôi động. Show rồi đó mọi người, bây giờ thì tụi tôi sẽ đi dạo vòng vòng quanh ở đây xem là ở đây có những gì vào buổi tối nha. Come and save my soul. I don't care if you and me. I don't mean start seeing. Ở đây phía bên phải 7 km nữa là Campuchia, còn ở phía trước là Vịnh Thái Lan nha mọi người. Được xem là khu lễ hội không ngủ đó mọi người. Mọi người thấy không, buổi tối này hàng quán người ta làm việc rất là nhiều luôn. Và du khách chơi ở đây rất là khuya luôn, cho nên được mệnh danh như thế. Lúc đi thì hành tráng lắm mọi người. Bây giờ lúc về là tụi tôi sẽ ngồi ở đây thêm 15 phút nữa và sẽ chờ xe buýt miễn phí để đi đến khách sạn. Và hẹn gặp lại mọi người vào vlog tiếp theo nha. Bye bye.